Giờ mình sẽ trèo lên cây này này. Xem có tổ chim không. Chờ nó thôi. Đây đúng là tổ chim cửa không, nhưng không biết là chắc nó ra chuyện rồi. Này tận trên ngọn luôn. Chắc là chuyện này. Tổ nó này. À, nhìn này. Cửa vào. Không có gì đi rồi. Nó đi mất rồi. Cái này trơn hết.